Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, tôi xin chào hết thảy ông bà anh chị em ạ. Cảm ơn Chúa hôm nay tôi có cơ hội được chia sẻ thông công với ông bà anh chị em ạ. Dạ, tôi muốn hỏi ông bà anh chị em chúng ta muốn được nghe tiếng Chúa phán không ạ? Dạ vâng, tôi cũng xin chia sẻ chặng đường tôi trải nghiệm bước đi theo Chúa ạ. Trước khi tôi mới đầu tin Chúa, tôi đến hội thánh. Mọi người chia sẻ, thấy mục sư hay nói người này hay người kia, bảo là Chúa phán với mục sư, Chúa phán với người này, Chúa phán với người kia. Nghe được những cái điều này chia sẻ, đó làm cho tôi rất được khích lệ, rất vui mừng. Mình đã đặt niềm tin đúng chỗ là đấng tạo hóa, lại được làm con của Ngài, lại được sự quan phòng bảo vệ từ nơi Ngài. Và đặc biệt hơn là được nghe tiếng Chúa phán dạy dỗ mình mỗi ngày khi mình có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Amen. Là tôi về bàn với vợ của tôi, là anh khao khát tìm hiểu và học biết rõ hơn về Chúa. Vì anh cảm thấy mình không được nghe tiếng Chúa dạy dỗ. Anh cảm giác mình như mình theo một tôn giáo không biết Chúa là như thế nào. Tại sao mình cầu nguyện lại không nghe được sự đáp lời của Chúa? Sau một hồi tôi chia sẻ với vợ của tôi xong, ông bà anh chị em biết vợ tôi trả lời như thế nào không ạ? Dạ vâng, vợ tôi nói, nếu thực sự anh khao khát như thế thì anh cứ đi học, em lúc nào cũng luôn ủng hộ anh, miễn làm sao anh thay đổi tính nết của anh tốt là được. Cảm ơn Chúa, được sự ủng hộ của vợ, tôi rất vui. Liền sau vài hôm tôi liên hệ với mục sư Duy để học lớp thần học trên Hà Nội từ năm 2017 và đã hoàn thành 2019. Hiện nay tôi theo lớp thần học ở Hải Phòng từ năm 2018, tôi vẫn đang theo. Tôi kể ở đây với không phải là để khoe mình, mà tôi để làm chứng cảm tạ ơn Chúa rất nhiều trong bước đường hay sự trải nghiệm tôi đi theo với Chúa qua nhiều thăng trầm, qua nhiều năm tháng. Tôi vẫn sửa soạn trang bị cho mình để sau này con cái của tôi trưởng thành, tôi xin làm công cụ cho Chúa sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài. Amen. Dạ, tôi xin hỏi ông bà anh chị em ở đây, ai muốn nghe tiếng Chúa phán không ạ? Dạ vâng, tôi cùng học ông bà anh chị em bài học đức tin theo kinh nghiệm của nhiều tôi tớ của Chúa được ơn ạ. Đó là bí quyết để Chúa đáp lời. Tôi xin hỏi ông bà anh chị em, hãy nhớ lại cái thời lúc mình yêu người yêu của mình không ạ? Mình yêu đến nỗi ăn cũng nhớ đến người yêu, ngủ cũng nhớ đến người yêu, năm lúc không ngủ được cũng vì nhớ người yêu, đi làm về mau mau muốn gặp người yêu. Dạ ông bà anh chị em có cảm xúc, cảm giác giống như vậy không ạ? Dạ vâng, thưa ông bà anh chị em, đấng chúng ta đang đặt niềm tin lên Ngài, Ngài được xưng là đấng tạo hóa, là đấng nạn nùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Tôi tin tình yêu của Ngài với chúng ta gấp hàng ngàn, hàng vạn với tình yêu nam nữ của chúng ta. Amen đúng không ạ? Tình yêu của Ngài được ví như tình yêu của Agape, tình yêu mặc dầu, tình yêu cao thượng nhất của tình yêu. Tình yêu con người chúng ta là gì? Ai yêu mình thì mình yêu lại, ai quý mình thì mình cũng trân quý lại. Tình yêu của con người chúng ta là tình yêu có điều kiện. Còn tình yêu của Chúa thì sao ạ? Là tình yêu vô điều kiện. Không phải chúng ta tốt hay là chúng ta giỏi thì Ngài mới yêu. Nhưng Chúa Ngài yêu chúng ta từ lúc chúng ta còn người có tội. Amen không ạ? Dạ vâng. Thưa ông bà anh chị em, Chúa rất yêu ông bà anh chị em nhiều lắm. Ông bà anh chị em có biết không ạ? Dạ vâng, Chúa rất muốn bày tỏ cho ông bà anh chị em qua tiếng phán rõ ràng của Ngài. Như Chúa Giê-xu đã nhận báp-têm nơi sông Giô-đanh vậy. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17 chép:
Tức thì có tiếng trên trời phán rằng: Lạy là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Dạ thưa ông bà anh chị em, chúng ta có muốn nhận tiếng phán được rõ ràng như vậy không ạ? Dạ vâng, Chúa của chúng ta là đấng hiện diện khắp mọi nơi. Còn chúng ta muốn nhận sự đáp lời của Ngài phải là nơi yên tĩnh và biệt riêng với Chúa. Amen. Dạ vâng, chúng ta đến với câu chuyện nhân vật tiền sử có mối quan hệ với Chúa như thế nào nhé. Ở thời Cựu Ước, ông Abraham đi đến đâu, ông lập bàn thờ đến đó, thì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó và Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Câu chuyện thứ hai là thầy tế lễ thượng phẩm gặp Chúa ở đâu ạ? Dạ vâng, thầy tế lễ thượng phẩm Aaron gặp Chúa ở nơi chí thánh một năm một lần. Câu chuyện thứ ba là Môi-se gặp gỡ Chúa ở núi Sinai, là nơi biệt riêng gặp gỡ Chúa, mối quan hệ với Chúa. Ông Môi-se được mặt đối mặt với Chúa. Mỗi lần ông xuống núi thì mặt ông sáng chói đến nỗi dân sự Israel không dám nhìn trực tiếp vào mặt ông Môi-se. Dạ vâng, đó là câu chuyện của nhân vật trong Cựu Ước. Bây giờ chúng ta sống trong thời kỳ Tân Ước, thời kỳ ân điển. Dạ vâng, tôi xin hỏi ông bà anh chị em ạ, vậy chúng ta có phải đến đền thờ Jerusalem để gặp gỡ Chúa, nghe tiếng phán của Chúa không ạ? Dạ vâng, từ thời Tân Ước, Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại. Bức màn nơi chí thánh được xé ra làm đôi từ trên xuống, thì đền thờ nơi Chúa ngự không còn ở nơi chí thánh nữa. Dạ tôi hỏi ông bà chị em, đền thờ của Đức Chúa Trời bây giờ đặt ở đâu ạ? Dạ vâng, khi chúng ta ăn năn xưng tội và nhận cứu Chúa Giê-xu Christ vào lòng, thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng của mình, thì chính thân thể của mình là đền thờ của Đức Chúa Trời. Amen, amen các bạn. Vâng, vậy thân thể của mình là đền thờ nơi Chúa ngự, mà tại sao mình lại không nghe được tiếng Chúa phán với mình, mặc dù Chúa luôn ở cùng mình ạ? Có khi nào Chúa phán với mình mà tiếng của thế gian nấn át to hơn nên mình không nghe được tiếng Chúa đúng không ạ? Hay là mình có vấp phạm tội lỗi gì thì Chúa không phán với mình chăng? Tôi tin tất cả chúng ta là con người không hoàn hảo, nên đôi khi vẫn mắc tội lỗi, nhưng chúng ta ăn năn thì vẫn được Chúa thông công tương giao với mình. Mọi người amen không ạ? Tôi lấy vài ví dụ minh họa. Khi ông Abraham sang xứ Gesa kiều ngụ, ông bảo vợ mình là bà Sara, là em gái mình trước vua Abimelech. Vì bà Sara quá sắc đẹp nên sợ vì cớ Sara mà mình bị giết chăng? Sau Chúa vẫn vạch trần Abraham sự nói dối đó cho vua Abimelech trong cơn chiêm bao. Và cuối cùng Abraham vẫn được sự giúp đỡ của vua Abimelech, được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 18. Câu chuyện thứ hai là ông vua David ở trên nóc đền thờ, vua nhìn thấy bà Bathsheba đang tắm thì sinh ra ý định phạm tội tà râm với bà Bathsheba, vợ của Uri. Và sau đó lập mưu giết Uri để đạt được mục đích lấy Bathsheba làm vợ, được chép trong Samuel nhì đoạn 11 câu 2 đến câu 27. Sau đó tiên tri Nathan cáo trách vạch trần vua David và các hậu quả cặp theo sự phạm tội của David. Và David đã ăn năn, được chép trong sách Samuel nhì đoạn 12 câu 1 đến câu 23. Dạ, tin mừng cho ông bà anh chị em, Chúa vẫn yêu mình và Chúa muốn phán với mình. Tôi muốn hỏi lại ông bà anh chị em, muốn Chúa phán với mình hằng ngày không ạ? Ai muốn xin được giơ tay không ạ? Vì Đức Chúa Trời là thần, Ngài muốn ngự nơi tựa như là nơi chi thánh ạ. Và điều thứ nhất là chúng ta là như thế nào ạ? Là không gian cố định dành cho Chúa này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6 này: Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 23 cũng có chép là: Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện, đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Chúa Giê-xu cũng phải biệt riêng là lên núi
là nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Thì mỗi chúng ta phải cũng có nơi biệt riêng cho Chúa là nơi cố định, hay gọi là nơi chí thánh của mình với Chúa để Chúa hiện diện. Amen. Cái điều thứ hai là chúng ta phải có thời gian cố định. Trong sách Mác đoạn 1 câu 35 chép này: sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chợt dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúa Giêsu của chúng ta đã làm gương về không gian và thời gian. Vậy chúng ta là con cái của Chúa thì cũng làm theo Ngài để nhận được tương giao với Đức Chúa Cha như Đức Chúa Giêsu đã làm. Amen ạ. Chúng ta hãy dành thời gian cố định trong ngày, khoảng bao nhiêu thời gian với Chúa. Và tôi khuyên mọi người mới đầu từ tập thấp nhất phải 1 tiếng đồng hồ. Thứ ba là chúng ta ở sự thờ phượng. Trong sách Thi Thiên đoạn 100 câu 4 này có chép là: hãy cảm tạ vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Thì chúng ta hãy tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng Chúa để cửa thiên đàng được mở ra. Và hãy cảm tạ Chúa làm ơn phước hàng ngày cho mình. Amen. Cái điều thứ tư, chúng ta phải ăn năn xưng tội. Trong sách Matthew đoạn 5 câu 23 đến câu 24 chép: ấy vậy, nếu khi ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lấy anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Trong răng thứ nhất được một câu 9 nói là, có chép là: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Amen. Chúng ta đến với Chúa trong sự ăn năn và xưng tội mình, những cái sự vấp phạm trong ngày của mình, và mình ăn năn lìa bỏ điều đó và xin Đức Thánh Linh hãy giúp mình chiến thắng cái sự vấp phạm đó. Amen. Cái điều thứ năm, chúng ta hãy đọc và suy ngẫm 1 đến 2 đoạn kinh thánh. Trong sách Giô-sê có chép nè: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúng ta đọc đi đọc lại phân đoạn kinh thánh nào mình được đồng chạm. Cái điều thứ sáu, chúng ta hãy tĩnh lặng lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ điều gì con trong phân đoạn kinh thánh này, hay Chúa phán điều gì, dạy dỗ con điều gì trong ngày hôm nay. Sau đó chúng ta thật tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Thường thường ấy là Chúa phán với tôi là câu kinh thánh, hoặc là câu chuyện trong kinh thánh, hay là hình ảnh gì đó. Lúc thì Chúa phán tức thì, nhưng mà lúc thì khoảng một lúc sau thì Chúa phán. Và tôi tin Chúa cũng phán với tôi, thì tôi cũng tin Chúa cũng phán với ông bà anh chị em ạ. Vì lời Chúa có chép rằng trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20: lạy ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người ở với ta. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 3 câu 3 cũng có chép rằng: hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa. Dạ vâng, tôi cảm ơn ông bà anh chị em đã lắng nghe, và xin chào hết thảy ông bà anh chị em. Chúa yêu hết thảy ông bà anh chị em. Amen. Lấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.